bus. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên, nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Chúng ta tìm thấy rồi. Ý, hey, hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. À, à. Anh lớn đâu rồi nhỉ? Anh ơi, cứu anh với. Anh, hãy đi tìm cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Papillon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador. Hả? Anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chú ngay. Ở ngay dưới này ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Hả? Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ? Sao mà nhiều bọ thế này? Cứu với! Chuột chuối anh! Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi! Là chuột chuối anh. Đi nào Babylon. Tuân lệnh. Đi lên nào Ruby. Giữ chặt cái thang đó. Dobby, đi đón cho tôi. Kích hoạt chế độ tăng tốc.
Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? An toàn khi gặp động đất ngoài trời. Chân tôi đau quá. Ông rùa, đừng cử động, chúng tôi sẽ gọi cứu hộ ngay. Có vẻ như ông ấy cần đến bệnh viện gấp. Có chuyện gì vậy? Ôi không, có động đất. Chúng ta phải sơ tán ngay. Theo chúng tôi nào. Anh Châu, có rất nhiều đá lăn từ trên vực núi xuống. Hãy lái theo tôi thật cẩn thận. Được rồi. Cẩn thận, nguy hiểm đấy. Cẩn thận đấy. Babylon, ở đây có động đất. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Hãy đến trợ giúp chúng tôi. Đã rõ. Babylon luôn có cách. Phải tránh sang một bên, hãy theo sát tôi nhé. Ôi không, thật là may quá. Đằng kia có vẻ an toàn, chúng ta đi nào. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi hết cơn chấn động. Ôi không, đập nước bị vỡ rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, con đập bị vỡ rồi, cần lũ dị hướng đến đó ngay thôi. Gì cơ? Một người mau vào xe ngay, chúng ta cần phải di chuyển đến nơi cao hơn. Cứu tôi! Nhanh lên!
Thật là may quá. Xin nữa thì giờ chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu chẳng may các bạn gặp động đất khi đang ở ngoài, hãy mau chóng tránh khỏi sườn dốc, các vách đá và đi đến nơi thoáng đãng nhất có thể. Nếu gặp đá rơi, lăn, các bạn phải tránh khỏi hướng rơi của nó. Ngoài ra, nếu các bạn ở gần sông hoặc hồ, hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi cao hơn để tránh lũ lụt đột ngột xảy ra. Hãy nhớ điều này nhé! Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Ờ được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Hả? Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Hả? Hả? Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Cứu cháu với à. Cứu cháu với. Hãy xem đây. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một cảnh tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Chúng cháu sợ quá.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Chiếc xe ma. Đèn xanh rồi. Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi. Chuyện gì vậy? Không có ai lái chiếc xe đó cả. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi vừa bị một chiếc xe ma đâm trúng ngay qua đường bên đây. Gì cơ? Một chiếc xe ma? Chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Anh ấy đâu rồi? Tôi ở đây. Bạn ấy thật là nguy hiểm. Thật may mà bọn tôi cũng có vẻ cứng. Anh TT. Anh là người vừa gọi cho chúng tôi phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đâm trúng. Và các anh biết không, không có ai lái chiếc xe máy đó cả. Đấy là một chiếc xe ma. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Một chiếc xe ma ư? Tôi chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Giờ, chúng ta cần tìm ra chiếc xe đó trước. Dạ. Mọi phương tiện đều để lại dấu vết sau khi nó đi qua. Đây là vũng nước. Đây là dấu vết của lốp ô tô. Còn đây là dấu vết của xe máy. Tôi đã tìm ra manh mối. Hả? Chiếc xe đã đi lối này. Cú! Đi thôi. Hả? Hãy nhìn đằng kia kìa. Không thể tin được. Có ma thật kìa. Trên đời này không có ma thật đâu. Đi kìa, nó vừa rẽ vào chỗ kia. Nhanh lên. Ôi không, nó không thể đi xa được đâu. Cảnh sát đây. Ông rùa, ông có thể giúp chúng tôi đi theo chiếc xe máy đằng kia không? Được. Hãy bám chắc vào. Này ông rùa, chúng ta có thể theo kịp nó không? Dĩ nhiên là được rồi. Đi, đi nào. Đối này. Mông tôi đau quá. Chúng ta đang ở đâu đây? Chiếc xe ma kìa.
cẩn thận đấy. Đáng sợ quá đi mất thôi. Tắc kè, anh đã vi phạm luật an toàn giao thông, anh đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đèn giao thông là tín hiệu để điều khiển giao thông. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại. Đèn xanh là đi. Và đèn vàng có nghĩa là đi chậm. Dù bạn là người lái xe hay người đi bộ, các bạn phải luôn tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông. Nếu không, chúng ta có thể dễ dàng gặp tai nạn. Hãy nhớ nhé. Ngôi nhà ma. Sợ quá đi mất. Quạt. Chúng ta thực sự phải vào trong à? Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm cơ mà. Được rồi, đi theo tớ nào. Không có thật ở trên đời đâu. Nhưng mà bọn cháu tận mắt nhìn thấy nó mà. Xin chú hãy cứu mèo con với. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm bạn ấy. Mèo con ơi. Mèo con. Là một thanh gỗ. Chúng ta lên tầng thử xem. Đó. Là một cây đèn. Kệ là cái gì vậy? Không thể nào là ma được. Gì đang diễn ra rồi? Con ma mà bọn trẻ nhìn thấy chính là bóng của các cháu ấy. Đúng là bóng của tôi này. Tôi biết mà, không có gì có thể làm tôi sợ hết. Dobby.
Ruby, có chuyện gì vậy? Mèo con. Tìm thấy mèo con rồi. Hay lắm, hãy giúp cháu bé lên đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu tưởng cháu không bao giờ thoát được cơ. Ôi không, ngôi nhà sắp sập rồi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Chúng ta bị kẹt mất rồi. Có lối ở đằng kia, đi theo tôi. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được chơi ở những ngôi nhà hoang. Bên trong rất tối, các bạn có thể bị ngã và bị thương. Và nếu như ngôi nhà bị sập khi các bạn đang ở bên trong, các bạn có thể bị kẹt và không thể ra được. Vì vậy, không được tự ý vào các ngôi nhà hoang, các bạn nhé. Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa thấy mèo con đi với một người lạ. Xin hãy tới đây ngay ạ. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Sao cơ, nhà vệ sinh á? Mùi gì vậy? Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. Bánh quy. Là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đây ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi.
dừng lại. Ở cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất.